Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính cho ngày hôm nay. MU chốt sao Real chi đậm ký Rui Mahrez. Phán quyết cho Amrabat sáng tỏ tương lai Ten Hag. Real Madrid ủ mưu đánh cắp viên ngọc quý của MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU chốt sao Real chi đậm lấy Bruno Rui Mahrez. Theo Hitsi, ngôi sao của Real Madrid Brahim Diaz tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ ngoại hạng Anh với sự tham gia của Manchester United và Liverpool. Sự linh hoạt của cầu thủ 24 tuổi ở 1/3 cuối sân có thể khiến anh trở thành một vũ khí đáng chú ý, mặc dù bất kỳ động thái nào cũng sẽ có những phức tạp. Bên cạnh đó, MU dự kiến sẽ chia tay Christian Eriksen, trong khi tương lai của Casemiro cũng không chắc chắn về Sir Jim Ratcliffe muốn các cầu thủ trẻ hơn. Sir Jim Ratcliffe từng công khai chê bai thương vụ MU mua Casemiro từ Real Madrid. Sự thể hiện của Bruno Guimarães trong thời gian khoác áo Newcastle được đội ngũ quản lý của Old Trafford đánh giá cực cao. Tiền vệ người Brazil đang có ý định chuyển môi trường khi Newcastle sa sút mùa này. Newcastle hiện đang đứng giữa bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Để bảo vệ suất dự C1 là chuyện không tưởng đối với đội chủ sân Saint Park. Không chỉ vậy, Euromanic hay Confirensinic cũng là chuyện không dễ đối với Newcastle. Theo báo chí Anh, Newcastle sẽ không để Bruno Guimarães ra đi dễ dàng dù trích chòe đang phải thực hiện yêu cầu về luật công bằng tài chính. Newcastle từng từ chối đề nghị chuyển nhượng có giá 80 triệu bảng Anh cho cựu tiền vệ của Lyon. MU dự kiến sẽ phải kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của Bruno Guimarães với Newcastle. Theo The Telegraph Sport cho biết, con số này có thể trên 100 triệu bảng. Phán quyết cho Amrabat sáng tỏ tương lai Ten Hag. Theo Italian Football News, Man United chắc chắn sẽ không có ý định mua đứt tiền vệ Sofyan Amrabat và sẽ trả cầu thủ này về Fiorentina. Được biết, Juventus chính là đội bóng muốn có sự phục vụ của cầu thủ này. Dù được kỳ vọng sẽ tăng cường cho hàng tiền vệ của Man United sau những gì tốt nhất mà cầu thủ người Maroc để lại ở World Cup 2022 với việc từng khiến cho bộ đôi tiền vệ Busquets và Rodri phải bất lực. Bên cạnh đó, mới đây nhà báo David Ortiz của tạp chí The Athletic đã khẳng định không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Manchester United sẽ chia tay Erik ten Hag sau khi kết thúc mùa giải năm nay. Đây là một trong những nhà báo có tiếng về tin chuyển nhượng, qua đó chấm dứt những tin đồn về sự lúc này ghế của vị chiến lược gia người Hà Lan. Xét trên nhiều góc độ vẫn chưa thể đánh giá hết bởi đội hình quỷ đỏ lúc này đang cực kỳ chấp vá. Real Madrid ủ mưu đánh cắp viên ngọc quý của MU. Nguồn tin độc quyền từ Real Madrid cho hay, chủ tịch của câu lạc bộ Real Madrid đang tham vọng rước về Garnacho, một cầu thủ chạy cánh khác thuộc biên chế của Quỷ Đỏ. Chủ tịch Nốt Brancos sẽ sử dụng chiến thuật chuyển nhượng tự do cách ông từng thành công với Ronaldo. Ở tuổi 19, Garnacho đang dần khẳng định chỗ đứng trong đội hình của Erik ten Hag với 7 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo sau 38 lần ra sân mùa này. Real Madrid đang theo dõi sát sao đà tiến bộ của cầu thủ này và bản thân chủ tịch Perez muốn gặp riêng Garnacho khi đội bóng hoàng gia hành quân đến Manchester chơi trận tứ kết C1 với Man City. Garnacho mới đây nhận được nhiều lời khen ngợi khi chạy không biết mệt mỏi suốt 120 phút ở trận gặp Liverpool ở FA Cup. Chính tài năng trẻ người Argentina đã kiến tạo để Amad Diallo ấn định chiến thắng 4-3 trong hiệp phụ. Hồi năm 2020, Garnacho rời nhà đào tạo của Atlético Madrid để gia nhập MU với mức phí chỉ 420.000 bảng Anh. Đến nay, chàng trai tuổi teen đã chơi 74 trận và ghi được 20 bàn thắng cho Quỷ Đỏ thành Manchester. Phong độ cực kỳ xuất sắc trong thời gian qua giúp Garnacho có tên trong danh sách tập trung đội tuyển của Argentina. Ronaldo về MU. Theo báo cáo từ Ả Rập, Ronaldo là người móc nối quan trọng với Casemiro trong thương vụ Anad muốn đưa tiền vệ người Brazil về giải bóng đá Ả Rập trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Còn tại Anh, The Daily Star báo cáo rằng chuyến trở về châu Âu trong tháng 3 này của tiền đạo người Bồ Đào Nha có nhiệm vụ tuyệt mật là trở lại Manchester để chốt thỏa thuận với Casemiro nhằm chuẩn bị những thủ tục cần thiết cuối cùng cho ngày hoàn tất thương vụ. Đồng đội ở MU chào đón Mason Greenwood trở lại. Hiện tại, Mason Greenwood đang khoác áo câu lạc bộ Getafe ở La Liga theo dạng cho mượn từ MU cho đến cuối mùa giải năm 2023-2024. Cho đến nay, chân sút người Anh đã ghi 8 bàn và có 5 đường kiến tạo trên mọi đấu trường cho Getafe. Những con số cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của anh. Truyền thống xứ sương mù cho biết phòng thay đồ của MU đã thăm dò ý kiến của các cầu thủ về trường hợp của Mason Greenwood và đông đảo các cầu thủ đã bày tỏ sự ủng hộ về việc đón tiền đạo sinh năm 2001 trở lại câu lạc bộ. Một nguồn tin cho hay, các đồng đội của Mason Greenwood sẽ không phản đối việc anh ấy trở lại Old Trafford. Họ biết tất cả mọi chuyện và hiểu vì việc anh ấy sẽ trở lại gây tranh cãi như thế nào. Quyết định của họ là một trong những quyết định liên quan đến bóng đá mà thôi. MU đã gặp khó khăn trong việc ghi bàn mùa này và họ cần một cầu thủ như Mason Greenwood. Họ đang xem anh ấy ghi bàn và kiến tạo cho Getafe mỗi tuần. Lúc này, Mason Greenwood vẫn còn hợp đồng với MU đến năm 2025 và bản thân đồng sở hữu mới Sir Jim Ratcliffe cánh cửa vẫn chưa hoàn toàn đóng lại với Mason Greenwood. Vị tỷ phú người Anh nói với truyền thông hồi tháng 2 vừa qua: "Rõ ràng là chúng tôi phải đưa ra quyết định và sẽ giải thích cho quyết định đó. Nhưng hiện tại chưa có quyết định nào được đưa ra. Mason Greenwood đang được cho mượn nhưng không phải là cầu thủ duy nhất. MU có một hoặc hai cầu thủ cần phải giải quyết tương lai và chúng tôi phải đưa ra quyết định." Mason Greenwood bị cảnh sát bắt vào tháng 1 năm 2022 về cáo buộc hành hung bạn gái. Sau đó, cảnh sát Manchester đã hủy bỏ rắc rối liên quan đến Mason Greenwood, song tiền đạo này đã không được thi đấu cho câu lạc bộ.
Vào mùa hè năm 2023, Erik ten Hag và MU từng rất muốn giữ Mason Greenwood trở lại, song trước sức ép từ cổ động viên, họ phải cho cầu thủ này ra đi theo dạng cho mượn. Năm quyết định nhân sự MU phải thực hiện vào mùa hè năm 2024. Kỷ nguyên mới của Sir Jim Ratcliffe tại MU đang dần hình thành và đội chủ sân Old Trafford hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi trong mùa bóng mới. Omar Bedera được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành mới của câu lạc bộ và đang át ruột nhiều khả năng sẽ là giám đốc thể thao của đội chủ sân Old Trafford. Theo đó, tình hình nhân sự tại MU hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi. Dưới đây là năm quyết định nhân sự mà Sir Jim Ratcliffe cùng cộng sự phải thực hiện vào mùa hè năm 2024. Đầu tiên, đưa ra quyết định ở vị trí hậu vệ phải. MU đã bỏ ra 50 triệu bảng để ký hợp đồng với Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace vào tháng 7 năm 2019. Cầu thủ 26 tuổi này đã chia sẻ nhiệm vụ ở hậu vệ phải với Diogo Dalot trong khoảng 14 tháng qua. Hiện tại, Diogo Dalot với phong độ ấn tượng đang là lựa chọn số 1 để Wan-Bissaka trở thành cầu thủ dự phòng. Khi MU vẫn muốn ký hợp đồng với một hậu vệ phải mới, toàn diện hơn để tăng cường sức mạnh đội hình, Wan-Bissaka nhiều khả năng sẽ phải ra đi. Mùa hè sắp tới đây là cơ hội cuối cùng để Quỷ Đỏ kiếm được tiền từ anh ấy với mức phí đáng nể. 2. Nên kế hoạch cho vị trí trung vệ. Trong số 5 trung vệ hiện tại của MU, chỉ có Lisandro Martinez được đảm bảo tương lai lâu dài ở Old Trafford. Anh ấy là hậu vệ xuất sắc nhất của câu lạc bộ và rất quan trọng với phong cách chơi của Ten Hag. Còn lại, tương lai của Rafael Varane, Harry Maguire, Victor Lindelöf và Jordi Evans đều rất bất ổn. Nếu một trong số này ra đi, MU phải tìm kiếm người thay thế lâu dài. Trung vệ đó có thể trở thành đối tác ăn ý của Martinez, Edmond Tapsoba của Bayer Leverkusen, Jean Cretorivo của Nice, Zaza Brongate của Everton hay Antonio Silva của Benfica đang nằm trong tầm ngắm của câu lạc bộ. 3. Tìm người kế nhiệm Casemiro. Casemiro đóng vai trò quan trọng trong phong độ ấn tượng gần đây của Man United, nhưng anh không phải lựa chọn lâu dài cho đội chủ sân Old Trafford. Cầu thủ người Brazil sắp bước sang tuổi 32, MU cần phải tìm người thay thế anh. Dù không phải là điều dễ dàng, bởi đẳng cấp, kinh nghiệm, tài năng của Casemiro là không phải bàn cãi. Việc đưa về một tiền vệ mới là đối tác ăn ý với Kobbie Mainoo là một trong số ít ưu tiên của Ten Hag trước mùa giải tới. Đây có thể là thử thách khó khăn và tốn kém của Sir Jim Ratcliffe. 4. Thay máu hàng công. Hiện tại, Anthony Martial đang là đối thủ cạnh tranh duy nhất của Rasmus Højlund cho vị trí tiền đạo. Và ai cũng biết, thể lực của Martial rất kém và thành tích ghi bàn của anh ấy cũng không ổn định. Sẽ không bất ngờ nếu MU để Martial ra đi vào mùa hè, đồng thời họ buộc phải tìm kiếm người thay thế anh để hỗ trợ cho Højlund. Đó không phải bắt buộc là Harry Kane hay ai đó thật sự đẳng cấp. 5. Thanh trừng đội bóng. MU đã thiếu tàn nhẫn trong những năm qua, mùa hè tới là thời điểm họ phải đưa ra quyết định dứt khoát với nhiều cầu thủ nằm ngoài kế hoạch. Như những gì Liverpool hay Man City vẫn làm, Donny van de Beek, Wilfried, Hannibal Mabry, Jadon Sancho hay Mason Greenwood có thể bị bắn đứt, bởi giữ lại họ dường như thật vô nghĩa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!